Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên chợ Thác Bạc các bạn ạ. Chợ đây thì không phải là chợ phiên nhưng mà nó sẽ đông nhất vào ngày cuối tuần đấy các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy nên là tương đối là đông. Thì khu vực này nó chia ra từng nơi một, nơi thì bán lan, nơi thì cái cây này là bao tiền đấy à em? Chủ không ở đây đâu. Chủ không ở đây à? Ô thế là cứ treo ở đây thôi xong rồi lan rừng bạn ạ. Nó có tên gọi đấy. Đấy mình đang hỏi là tên gọi của nó là loại lan gì? Ừ nhưng mà vấn đề là không kiểu không hiểu cái tên, người ta là lan phi điệp rồi các loại luôn đấy, nhưng mà mình thì đấy. Khu vực này có lẽ là khu vực bán nhiều các loại dao mèo do bà con ở đây tự rèn đấy. À, ở trong này có cả chuối hột rồi em? À. Phơi cả chuối à? Phơi chuối. À, hay nhỉ. Đấy, đây là chuối hột bà con đi lấy về xong rồi phơi luôn ở đây. Mà cái này thì nó phải được nắng thì nó mới ấy. Đây là dao mèo. Dao mèo đúng không? Dao mèo đấy. Dao mèo mình bán bao tiền con dao này? Cái này một con là 250 cả vỏ. Cả vỏ. Rất nhiều luôn. Trong này đang làm món gì đấy? Ăn sáng à? Ê, tổ chức cờ bạc à? À? Rảnh quá cơ. Lại còn đi đánh bài ở đây nữa. Đây sau này mình không gọi chợ Thác Bạc nữa mà anh em phải gọi là đây là thiên đường. Thiên đường bán dao mèo các bạn ạ. Đây là cả những cái đồng bạc này. Đó. Hôm nay mọi người chuẩn bị rất là nhiều hàng bởi vì là ngày mai ngày kia là 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, nên là chuẩn bị hàng để bán đông. Chào cô nha. Chào chị nha. Rất nhiều hoa. Rất nhiều hoa, rất nhiều. Thích mua cái gì thì mua, có mua gì có đấy. 40.000 là quá rẻ rồi. Đây, mật ong. Ok, 30.000 nhưng mà là quả bé. À, quả này to thì giá to đúng không? Đúng. Ờ, à, đây à, mật à? Mật này gọi là mật gì đây? Em quên tiếng của nó rồi. Thế tiếng Mông gọi là gì? Chica. Hả? Chica. Chica? À. Chica? Khát chí. Khát chí? À, nói phải chuẩn đấy nhá. Đấy, bây giờ còn sớm mọi người chưa ra. Đây, cho hai đứa này ngồi từ thân đất thế này. Đứng dậy đi. Em chào anh nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu mới đang make up này các bạn này. Đi sớm, chuẩn bị lên đồ đấy. Thế cái này là cái mũ này của người gì đây? Người Dao à? Người Dao ở đâu đây? Xin Hồ Lai Châu đúng không? Đấy, bởi vì người Dao Sapa thì không có cái này là đẳng sâm à? Hay là cái gì đây? Sâm đá. Sâm đá à? Ừ. À. Sâm đá. Đẳng sâm, sâm đá. Ở đây là dao rồi những cái nông cụ mà bà con kiểu là đi nương đi dẫy hàng ngày các bạn ạ. Đây này. Đấy. Đi phát nương ấy. Cái này là cái gì đây? Kiếm à? Gỗ bơ mu. À, gỗ bơ mu. Ui, trong này là cây kiếm nhưng mà cái vỏ là gỗ bằng gỗ bơ mu. Nhìn đẹp nhỉ? Bao tiền con này đây? 800 ạ. À, 800 ạ. Ở đây thì nhiều anh em hay hỏi là anh ơi thì chất lượng dao ở đây như nào thì thực ra là mình không không không
không đánh giá vì nhiều khi là dao phải do người dùng, người biết mài, biết dùng nữa. Chào chị nhá. Chị bán các cái mũ. Vâng, đây có cái nanh này, nanh lợn gì đây? Xin chào. Vâng, chào các anh. Vâng, hôm nay quay review cho các bạn xem cái chợ. Đây cây đại đao này này. Em Giai ơi, mình nhấc cái đại đao lên anh quay phát ra nào. Cây này là bao nhiêu cân đấy? Hả? 8 cân sắt cơ à? Khét đấy nhỉ. Đâu, thử nhấc hẳn lên là cu. Ui giời ơi. Cây này bao tiền đây? 1,5 triệu à? Quả này được đấy. Vâng, em chào anh. 1,5 triệu cây cây gì? Hello. Chào bà nha. Đây là khu vực bán gỗ lũa này. Đấy, ở những cái khu như này thì họ phân từng tùy từng khu. Xin chào nha. Các chị đang mua mận các bạn. Mận rồi măng. Măng này bao tiền một bó đấy? 20.000 một bó. 20.000 một bó à? Ôi sao cái tay này đen thế nhỉ? Cái vỏ của măng đấy. À cái vỏ măng à? Cái măng này. À. Ui. Mà đông. Chào các tráng sĩ nha. Là trốn à? Đây, ở đây anh em trước nếu mà có xem video của Hải thì có cái công nghệ chế biến mật ong ở đây rất tinh xảo. Nhưng mà từ lúc mà mình quay phim xong là giờ thôi rồi, chắc là nấu ở nhà mang ra bịt mặt. Cháu chào cô nha. Đấy, mọi người bán cái này chào mình tít lắm mà một đội bán mật ong là bị kín hết. Ui giời ơi, thiên cái này kia là cái đồ long đao. Có phải cây này của Tạ Tốn không? Đó, thiên hạ đệ nhất đồ long đao. Đấy, măng này. À, chào nhá. Chào nhá. Cái này nè, cái bà này hình như là ngày xưa nói mình là cái gì nhỉ? Mấy ong là phải nấu đấy nhỉ? Ăn thì nó mới đau đau bụng đấy nhỉ? Sống rồi à? Ôi, mật ong là phải nấu chín đấy, không là nấu chín thì ăn là đau bụng lắm đấy nhỉ? Đúng rồi. Phải đúng cái bà này không nhỉ? Hả? Mày không đun lại thì mày chết trước rồi. Đấy, bảo mình à, mật ong mà mày không đun lại là mà nó mình là mật ong mà không đun lại đây thì mình chết trước rồi đấy nhờ. À, lát nữa mình sẽ chèn một cái shot ngắn hôm đấy mình quay gặp với các cô này ở đây cho các bạn cùng xem nhé. Chị đang nấu mật ong ở khu vực gọi là rất là bí hiểm các bạn nhé. Này mình không tiết lộ đâu. Nấu khoảng bao nhiêu lâu thì chín được mật ong hả chị? Nấu cho nó sôi. À, nấu cho nó sôi lên ạ. Vâng, nấu cho nó sôi thì mới ăn được. Mình có bỏ thêm chút đường mà cho nó ngọt chứ nhỉ? Không thì mật ong nó sao mà nó ngọt nhỉ? Mà ông pha rừng pha quả nó ngon lắm rồi. Nấu như này thì ăn chín chín thì mới ăn được, thì ăn tươi thì pha rừng pha quả thôi thì chế đấy. À, tùa đấy đúng không? Tùa đấy, ăn tùa. Pha cứ giống thôi thì ăn nhau thì chế đấy, nhưng mà nấu lại thì không chế rồi. Đây là các trợ lý cho chị nấu đồ ăn đây, đang quạt củi đun sôi lên. À, trung bình có bao nhiêu lâu nó mới sôi chị? Thì khô thì 15 phút. À thế à. Nhưng mà nó lâu thì phải 20 phút. Nấu lâu phải 20 phút, còn có nhiều củi thì nhanh thì 15 phút. Vâng. Thế bỏ ra nguội nguội là bán luôn. Vâng. Vâng. À thế à. Phải làm như thế mới ăn được. Vâng, phải làm như thế mới ăn được đúng không? Vâng. Thằng nó như thế mà. Vâng. Không nấu thì nó tại vì là
ông nó ăn khoai rừng khoai quả đấy. Vâng. Thì nó ăn thì nó chết. À. Nấu cho nó cái khoai đấy nó chín thì ăn thì không chết. À. Rất khá đi đấy. Rồi, ok, cảm ơn chị nhá. Thôi, bắt tay thì ngại, chúc chị nấu xong mẻ này bán đắt hàng nhá. Rồi, tiếp tục. Ờ, chào em. À, xin chào. Anh này đến biết hết rồi. Cái gì? À, ôi nếu mà đánh vào cái máy này thì mẹ không đi tù à đấy. Nha. Ôi không được đánh được cái máy này đâu nha. Nếu mà đánh cái máy này nó đau là nó khóc đấy. Khóc để chết luôn à? Ô, thế này thì không được đâu. Không đánh được cái máy này đâu. Cứ đòi đánh cái máy của mình thôi. À đánh cho máy vỡ à? Mày đâu? Ông muốn chết một đợt tiếc hết cái gì đấy. Nói chung là không phải là chỗ nào cái bà con nào bán mật thì nó cũng không ấy đâu các bạn ạ. Tùy từng nơi từng người thôi. Vừa rồi anh em mình vừa lượn lờ một vòng chợ Thác Bạc, bây giờ đi kiếm cá. Đây là trang trại cá to phết nhỉ. Nay trưa nay anh em mình sẽ thưởng thức món cá nhé. Để em gắn cái mic này cho anh. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là cái chỗ nuôi cá hồi với cá tầm. Đây. Anh nhìn thấy cái cá mà ở Sapa ấy, thì nó không được to. Đấy, nó chỉ có cá bố mẹ ở trong kia thì mấy chục cân một con thôi, đây này. Cá này mình nuôi mất nhiều thời gian không phải? Cũng khoảng 1.5-2 năm đấy anh ạ. Nhưng mà lứa này nó còn nhỏ này. Đấy, cá tầm thì có thể ăn được rồi. Cơ bản là nó rất là già cá rồi. Đây là mình nhốt chung luôn với cả cá hồi, cá tầm rồi ạ. Vâng. Cái này là lên hàng kiểu cũng là một chút gọi là thương phẩm rồi. Thế là cái này là có thể xuất được rồi đấy đúng không? Vâng. Đây em mời anh vào trong này xem cái cá bố mẹ của bên em. To lắm, mấy chục cân một con kìa. Nhìn như con cá mập, đây nhìn như tàu ngầm chưa? Đây to này. Nhỉ? Cá con này bố to nhất của nó là bao nhiêu cân này em? Nó rơi khoảng 70 cân anh ạ. 70-80 cân. Vâng. Đây là cá bố mẹ. Nhưng mà mấy con ở này, ở đây chắc là khoảng 40-50 cân thôi. Bể nuôi đến tầm đấy thì là nó cũng mất nhiều thời gian. Hơn chục năm, 15 năm. Tùy nó khoảng 3-4 đôi. Đây các bạn nhìn thấy chưa anh em? Okay, nhìn thấy chưa con kia to nhỉ. Đấy con này khủng như anh em này, siêu to luôn rồi. Đây này anh nhìn thấy không, đi như con cái tàu này 3-4 cân em nhỉ. Vâng, nó tầm đấy. Hình như là trong này là cái kích cỡ cá nó chưa đúng không, chưa không, đạt đây được là xuất khẩu đúng không? Cá này là chưa xuất được này. Phải 5 tháng nữa, cái này mới đang 7-8 lạng thôi. Chung chạy cá của mình như thế là hoành tráng đấy Hải. Được không? Hải rót bên này, rót bên này nhá. Chúc rồi. Tuyệt vời. Mình áo hôm qua là uống rượu người ngủ củ thức rồi. Hôm nay là mời anh em uống rượu. Đây là men lá. Men lá, rượu thóc men lá. Nào, rót cho chủ tịch nào. Men lá là uống dễ chịu. Rồi anh cảm ơn. Hôm nay anh em mình ăn uống nhẹ nhàng các bạn ạ. Tiếp khách quý bằng cá hồi. Đặc sản Sapa. Ừ. Anh em mình trong khi chờ đợi. Cái đấy là mới. Em ấy ra hết đồ cho anh luôn đi nhá. Nó mới hoàn thiện đúng không? Rồi, chúc sức khỏe nhé. Mời các bạn nhé. Mời các bạn. Rượu cay đấy. Rượu men lá này nó chỉ tầm 28-30 độ cũng. Vâng, nhẹ, nó không ấy lắm. Nay có mình có những món gì đây? Giới thiệu với cả nhà, hôm nay là có món cá hồi này, cá hồi ăn gỏi. Đây là món cá tầm nướng. Còn đây là da cá hồi chiên. Món nem cá hồi. Nem cá hồi. Vâng.
Thế là hôm qua là Hải cho anh ăn các món nướng rồi. Hôm nay là ăn các món về cá. Vâng. Hôm qua là ăn về ngựa. Chuyên về ngựa, hôm nay là về cá. Đây. Đây là các món về cá tầm chiên. Vâng. Thôi. Không được nhờ. Em mời anh em. Đây mình anh em ăn cái này trước đi. Vâng, ăn cái đấy thì phải mù tạt đấy ạ. Vâng. Chắc là mình sẽ ăn trực tiếp luôn. Cái này phải nhúng nó tay tái tí. Đúng rồi, ăn trực tiếp là phong cách của Hải đấy. Mình thì khoái kiểu pem mời anh em nhá. Trực tiếp luôn. Mời các bạn. Mình vâng. Cứ trực tiếp mình nhúng qua nó mất đi cái độ tươi ngọt của nó rồi. Đúng rồi. Anh cho cả 1-2 lát gừng vào nó thơm. Cho nhiều mù tạt đúng không ạ? Đấy, mình quá. Cho như khá nhiều rồi. Lâu lâu anh không được ăn sashimi đấy Hải ạ. Thế á? Ngày trước là cũng ăn nhiều, thích ăn cái này lắm. Món này ăn thì tuyệt vời luôn các bạn. Thế các bạn, thì ở đây nó có những cái rau để ghém cùng rau đúng không? Rau để ghém cùng. Ở đây có tía tô, rau thơm này, lá chua nữa này. Lá chua này. Anh thấy anh thấy ở đâu Thái ca cá hồi dày như bên em chưa? Ăn nó sướng. Ăn nó phải dày, sướng mồm thôi nha anh em. Chứ... À, chúng mượn cái lọ mù tạt. Cái này phải ăn mù tạt mới sướng. Thêm tí mù tạt. Nhiều mù tạt đấy. Ăn nó phải chảy nước mắt em ạ, nó mới sướng. Chứ còn ăn là... Đấy, nó em phải mất 3-4 giây. Nó xông lên như thế. Cảm nhận đúng không? Cá ngọt nhá. Ngọt ạ. Ăn cái này nó phải cay cay ăn không? Ăn phải đếm sướng rồi. Lần đầu tiên mà anh ăn mù tạt đi em. Anh sốc, anh bị sốc luôn ấy. Nhưng mà sau cái lúc đấy thì anh lại cảm thấy rất sướng mà nghiện luôn. Thôi em xin phép mời em. Đây. Nào, mời chúc sức khỏe anh nhé. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Cảm ơn anh em đã đến với Sapa. Đến Sapa nói chung và nhà hàng Sapa TV nói riêng. Rồi, chúc sức khỏe, chúc vợ chồng làm ăn phát đạt nhé. Rồi, cảm ơn. Chúng mình cũng có cái buổi để trải nghiệm khá thú vị ở nhà hàng của Hải. Mà được Hải đi xem thăm cái trang trại cá có tuyệt vời. Vâng. Cái quy trình nuôi cá của mình. Còn một lần sau nữa mà ngày gần nhất nhà đưa vợ con gia đình mùa hè. Lần sau vợ con anh qua thì anh biết vài điểm rồi để đưa vợ con đi rồi. Chắc chắn anh sẽ qua khu check-in rồi. Check-in đẹp. Đẹp. Mà nhất là chị em phụ nữ rất là thích luôn. Không nhớ qua nhà hàng em ủng hộ nha. À, tất nhiên lên đây thì ít nhất là anh em trong ngành biết nhau nữa thì ủng hộ nhau rồi. Ăn cái này giòn thơm ngon quá. Giòn không anh? Giòn. Da cá hồi chiên. Còn mọi người thưởng thức cái nem này, nem cá hồi này. Ăn cái vỏ giòn tan luôn. Cái này là chấm với cả tương ớt đúng không Hải? Dạ, chấm nữa anh ạ. Ngon lắm. Em ơi, làm chén. Ngon làm chén à? Ngon lắm. Đây, để tôi. Vâng. Tôi rất là vợ bạn. Hôm nay em về Hà Nội, anh Khoa đưa em đi quay nha. Ok, anh sẽ giới thiệu cho em một vài địa điểm. Em thích ăn lòng đúng không? Dạ. Em thích ăn lòng đúng không? Nói chung là các món ăn siêu to khổng lồ là ok. Có. Em là hay thích cái món đấy. À, mời em. Ok. Thôi bắt tay các anh nhỉ? Vâng, anh cảm ơn. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn phu nhân của Hải. Cứ anh em nào đến Sapa review là cứ liên hệ với Hải nhé. Anh ơi. Lúc ấy là Hải bảo món này món gì nhỉ? 109 đúng không? Món thụ cá tầm chiên anh ạ. Cá tầm chiên à? Vâng. Thôi để em đợi ạ. Đây, gắp cho em để cho anh sĩ anh ga lăng tí. Đây, các bạn này. Nhà em thì cái miếng nào nó cũng phải siêu to khổng lồ. Ăn cái này cái bột chiên giòn nó không bị cứng em ạ. Vâng. Gần như là được cái lớp chiên giòn này nó không bị quá dày, nó mỏng. Vâng. Xong mình chiên nhiệt độ dầu nó cao, nó căng, nó giòn, nó không bị quá nhiều cái lớp bột bên ngoài. Coi trọng là ở trong nó không bị khô á. Trong nó mất mềm. Em cũng nêm nếm gia vị nó cũng vừa vừa rồi. Vâng. Ăn đây mình chỉ chấm thêm ớt thôi. Này các em bé cũng ăn được luôn này. Món này rất là thích. Cái da cá hồi này nó không có xương. Nó không có xương răm ấy. Trẻ con ăn cũng được. Lên Sapa là ít nhất phải ăn một bữa thắng cố. Một bữa cá tầm cá hồi và một bữa lợn mẹt. Đấy, lợn bản ấy. Hai ngày, lên hai ngày ít nhất được ba bữa nên ok rồi.
Ừ. Nước chấm này của em làm ngon này. Vâng. Đây mình đang chấm thử em cho một tạt. Nước chấm này. Em có nhiều món nước chấm thần thánh các vị ạ. Cô nói chuyện nó sọc cái mũi. Nước chấm chua ngọt pha ngon. Nó có nhiều hương thơm của mình. Nào, mời anh em đi. Ngon. À, cái rượu này. Tí nó là biên biên đấy, trông nhẹ nhẹ thôi. Uống nhẹ nhẹ thôi nhưng mà xanh là. Tí nó ngấm không biết rồi. Rượu này nó trong. Đặc điểm của rượu là cái nào uống xong nó không bị đau đầu đấy. Rượu thóc nó thế. Đây là món nem này. Nem cá hồi em. Ừ. Nem gì đấy? Nem cá hồi anh ạ. Cá hồi thì cái đầu đuôi ấy là cho vào sẽ nấu nước dùng lát anh em mình ăn lẩu. Cái thân thì phi lê đây rồi, còn cái bụng ấy, cái phần mà đầu thừa đuôi thẹo của nó thì mình sẽ cho lên để làm món cá hồi, món nem. Trong này anh nhìn hình như là mình có cả gọi là mì đúng không? Rau rồi một chút mì. Chút mì là, cho vào đây. Vâng, cái kiểu làm gỏi. Em ra lẩu luôn á. Đấy, cho ta lẩu luôn đi. Sáng ngày anh em đi bộ nhiều nên là cũng hơi đói. Đây cái đầu đuôi mới là cái phần xương thì mình sẽ cho vào nấu lẩu. Đây này, đây là món lẩu đây anh em. Cảm ơn em. Đây mời anh em cùng chiêm ngưỡng của lẩu. Cá làm thịt nhưng mà vẫn cái đuôi là đuôi cá tầm các bạn ạ. Đấy, còn đầu là đầu cá hồi. Nhưng một suất này thì bao nhiêu tiền hả? Bên em ăn theo suất cũng được mà thường thường thì hay tính theo cân. Chẳng hạn như bắt cá thì con lên cân một cân là 600.000 cả chế biến anh ạ. Sẽ làm được nhiều món nhìn giống như thế này luôn. Đấy. Đầu xuôi đuôi lọt. Đấy. Rồi đây. Đây, đầu này. Xong đến này, ấy này. Cá này. Bởi vì là cá này đây, con này là cá tầm này. Một chút đây là cá. Đây là tầm. Đấy. Còn đây là hồi đấy ạ. Hồi đây. Bạn cho luôn cái khúc đuôi vào đi. Lại cắm trên thôi được rồi, cái khúc đuôi không có. Khúc đuôi không có gì ăn. Trang trí cho đẹp. Vì là anh em mình ăn thôi nhá. Nên là cho hết rồi luôn nhá. Cho nó đẹp nhìn. Rồi. Đấy. Ok. Này ổn chưa? Rồi để lại cái đuôi để hôm nào mình lại đề co mâm khác. Ở trong lúc chờ nhỉ. Ok anh. Đây. Cho tới chén này. Đây anh rót cho. Đây Hải đưa anh rót. Em xin này. Thắt rượu kiểu chéo tay đấy cơ. Đấy, tình cảm. Thế là gọi là thắt chặt tình đoàn kết. Rồi. Rồi. Chúc sức khỏe. Xin thành cảm ơn. Rồi. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Mời mọi người nhé. Rồi, anh em chiến đi. Anh ơi, ăn mạnh cá nướng lên anh. Cá nướng kìa. Đây, món anh chén thêm này. Nó đang tươi ngon. Mình cứ xui mọi người ăn cá nướng nhưng mà thực ra bản thân mình rất ăn gỏi nhá. Đây đúng không? Ăn sashimi này, ăn trực tiếp này mình thích lắm. Đây mình cũng quấn qua. Ở đây mình có cái giềng muối không không? Giềng muối mình cho thêm vào. Gừng, gừng. À gừng, gừng. Gừng muối này. Em cũng phải nướng qua chanh. Ngon quá. Anh chỉ quấn thêm này cho thêm gia vị thôi. Ăn thịt cá hồi này nó thơm mà nó mát các bạn. Khi ăn cái này phải ăn kèm thêm cái sa tế nó cay cay này. Mà nó rất là hợp thì... À, mù tạt. Ăn mù tạt này nó cay cay này. Mà nó rất là hợp ăn với cả cái xì dầu này. Ngon. À, chưa bật bếp bếp này này. À, vừa nãy nó sôi rồi mình cho giòn. Phải chất khí hậu như này phải. Thắng ơi, cho chú miếng da này. Nhìn miếng da ngon quá. Khi ăn da thì ngon này. Đồ ăn này chuyển hết ra đấy, anh em này không không chơi ăn được. Ăn mình. Ai ăn gì thì kêu mình. Thắng này là quái lắm anh em ạ. Đúng, món thái khẩu là cho gần nhất đúng không? Uống riêng với anh Khoa cái nhỉ? Chắc là mình xin phép uống riêng với Tuyên nhỉ? Tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập. Chủ tịch Sapa TV. Cái da cá này nó giòn lâu nhỉ em nhỉ? Vâng. Nhờ vẫn còn tan. Này mình chiên cái da cá này thì mình chiên hai lửa anh ạ. Chiên hai lửa thì nó sẽ ra mà giòn lâu. Này. À đấy là bí quyết để bí quyết lâu hơn. Đây chỉ có thắng thôi, không bao giờ thua. Đây là tuyên ngôn độc lập. Rồi, cảm ơn anh. Anh em chiến đi nhá. Anh dùng tự nhiên ạ.
Phu nhân của Hải uống rượu khá tốt đấy nhỉ. Được rèn luyện trong lò. Được rèn luyện trong lò. Ngày xưa kiểu lúc mới đầu tán ấy cứ lừa lừa để uống rượu say, nhưng mà cái chiêu đấy mình không dùng được vì dùng mình toàn say mẹ trước, không khéo lại bị lừa lại đấy. Sapa thời tiết nó cứ hơi se se lạnh, làm một nồi lẩu đấy. Cứ bắt con cá lên xong đầu đuôi nấu lẩu. Vâng, làm ít nhất phải có một món gỏi. Gỏi ai không ăn gỏi được thì cá này có thể là cho nướng hoặc là nhúng lẩu rất là ngon. Này được rồi đấy nhỉ. Vâng, làm miếng ăn tươi nó sống đây, cá hồi lại ăn sống được mà. Vâng, cái này anh nó nhanh chín lắm anh ạ. Vâng em ơi, con mời cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà. Đây gắp cho sếp. Để mình tự gắp. Bạn chủ động nhé. Cá này vừa chín tới gắp ra ăn nó không bị nát. Đúng rồi, với lại là chín tới nó ngọt, ăn nó vẫn còn độ dai. Thơm thì chẳng bao giờ mình nghĩ mình ăn cái wasabi này đâu, nhưng mà cứ ăn cá là phải có một tí này ăn nó ngon. Đúng không? Thơm. Ông ơi, ông không đảo lên, ông phải đảo đều lên. Không, tôi không đảo lên là bởi vì là tôi chấm, thích chấm đây xong lại quẹt đây một tí. Ông phải lươn thật đấy. Ông phải đảo lên như tôi này. Ông đảo lên nó sánh, đồng ý. Nhưng mà mình ăn kiểu như này xong rồi mình chấm vào đây xong rồi quẹt vào cái này một tí. Thế là mình cứ nghĩ là chấm nhiều mà sao anh ấy anh ăn ngon, đúng không? Ăn cá hồi thì nó mềm, thơm mà bên ngoài nó có một chút lớp da nó béo. Em xin phép là lấy cái đầu cho hai anh em, mỗi bác một nửa. Trong con cá hồi ấy, thì nó ngon nhất là cái đầu. Đấy, cái đầu con cá hồi là ngon nhất. Đây, thịt đầu ngon lắm. Ui, đây em mời anh. Rồi anh xin. Vâng. Bạn Thắng ơi, cho tôi lấy. Đây. Cho tôi xin lại cái miếng mang này để tôi giả lại cho anh Thắng vì là ai khoa. Rồi anh xin. Đấy, nhắn hết đấy. Thắng này. Đấy, Thắng không có Hải đây là Thắng nó ăn hết của anh. Vâng. Bình thường chú tranh hết của em 6 giờ chú lại đổ lỗi thế. Đây dân cá ở trên này này để sắp đôi luôn nhỉ, nút cắt nó không bị lạc trôi đúng không? Ừ. Ngon. Cái đầu cá thịt đầu là béo, cái hồi là ngậy nhất đấy. Nó ngậy mà cái thịt ăn nó có độ giòn 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 giòn, nó không bị nó không mềm như cái phần thịt ở phần thân. Đúng. Ừ. Khi là mình kết thúc clip ở đây các bạn nhé, thì để cho anh em tiếp tục ăn uống cho nó thoải mái. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Thực sự là món ăn hôm nay Hải tiếp anh rất là chu đáo và anh thấy là món ăn rất là ngon. Được. Đặc biệt là cá thì rất là tươi. Xin anh cảm ơn anh. Rồi. Chúc anh và toàn thể kênh Hà Nội Food cũng như là Street Food VN là xem ngày càng lớn mạnh, sớm đạt nút kim cương. Tôi chỉ cần bằng một nửa của Hải. Ok, sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả anh em vào những video kế tiếp nhá. Bye. Nhưng mà vẫn hết đấy nhá. Hết chứ. Hết nhá. Rồi, hẹn cảm ơn. Dạ. Thank you. Cảm ơn.